Thank you.
thân mến, vừa rồi là các bạn chắc hẳn các bạn cũng có thể thấy được cái khuôn viên tại cái cảnh mà một chuồng chim bố mẹ đang sinh sản, và vào lúc 8 rưỡi 9 giờ buổi sáng thì mình có đặt camera vào đó để ghi lại cái khoảnh khắc mà con chim trống nó lên ổ, nó dặn ổ và nó thúc, nó rụng đẻ. Thì đó là những cái âm theo cái giống chim mãng ngỗng phấn hồng, chim gốc Bắc của thao chim cô gáy. Và đấy là một cái chuồng rất là cổ lâu rồi, mình nuôi hơn chục năm nay rồi, là nó làm theo cái thiết kế đầu tay của mình. Thì các bạn có thể thấy là mình thu lại được những cái khoảnh khắc buổi những tiếng gà con lích chích, một tiếng gà mái, tiếng chim gáy lồng với một chút một vài chú chim khuyên hót dí dích ở bên cạnh. Đó là những cái âm thanh thực sự là rất mang tính chất là đồng quê Bắc Bộ, và các bạn thấy là rất là, có thể nói rất là bùi ngùi đúng không, rất là gợi nhớ đến một cái miền quê rất là yên ấm yên ả. Đó, nó thúc tiếng gáy nó nhẹ êm xa. Mình cũng lớn lên trong cái tuổi thơ ấu thích bắt chim, thích nuôi chim. Đó, đặc biệt là mổ hoặc là giết chim thì mình không bao giờ. Đó, con nào ốm thì mình cũng sẽ chữa hết mình, và thậm chí có những con mình cảm thấy thả được thì mình sẽ thả. Trên màn nhỏ các bạn thì mình cố tình để lại một cái ảnh ở trong cái khuôn viên ở phần dưới trang trại của mình, là những cái chú chim có cái vệt đen ở cổ màu hồng phớt nhạt đấy, và những chú chim trắng tinh mắt đỏ mỏ hồng. Thì hai cái giống chim này thì vệt đen ở cổ thì ở đây mình gọi là chim vú lui Nhật, và chim trắng tinh mắt đỏ mỏ hồng mình gọi là chim vú lui Pháp. Thì hai con này mình có thể là lai chéo nhau, hoặc là mình có thể nuôi theo chủng của chúng. Thì cái số lượng này mình gây, đầu tiên là mình muốn gây để tạo cái điều kiện để cho các bác thích nuôi chim khu sinh sản, để tạo ra chim non. Mình bán vừa rồi mình có đăng, mình bán 400 ngàn một cặp đã gọi là bắt đầu vào sinh sản ổn định. Đó, thì hiện bây giờ thì hôm nay là ngày 18 tháng 10 2018, thì thực sự là cũng chớm vào mùa đông rồi các bạn. Các bạn lên cố gắng là cho chim ăn thêm cám, ăn thêm ngô, ăn thêm những cái kê, để rồi thậm chí cả uống cả thêm những cái khoáng chất để bổ sung cho con chim nó có thể thay lông nhanh, để nó chống chọi với cái mùa đông này và nó tăng sức đề kháng. Nếu các bạn kết hợp với thú y uống thêm là rất là tốt các bạn ạ. Thì còn đây thì mình cũng xin trích ngang là mình sẽ bán ra khoảng 200 đôi chim vú nuôi như thế này. Đấy. Chờ của mình như vậy, mà các bạn gọi đến số 0335305982 đều có nhạc chờ như vậy. Thì các bạn biết là mình cũng đi rất sâu vào chim cu gáy, gây dựng 3 cơ sở trang trại phát triển trên kênh YouTube, Facebook và cả trang web. Trên web là chimcugáyhay.com, hoặc là trên cái web của Style là chimcugáy Ba Vì Hà Nội. Thì các bạn có thể truy cập vào cái thăm. Còn hôm nay mình đưa ra một cái thông tin hết sức hấp dẫn. Mình sẽ vì lý do là nó bước vào mùa đông, và cái
cơ sở trang trại của mình cũng có thể lên đến hàng nghìn đôi, thì mình sẽ ra bớt khoảng 200 đôi để cho san bớt cái đầu chim vú nuôi như thế này trên màn hình nha các bạn, với cái giá là 300 ngàn một cặp. Thì các bạn lưu ý là cái thông tin này chỉ áp dụng từ tháng từ hôm nay là 18 tháng 10 cho đến 18 tháng 12, vậy là 2 tháng mình sẽ áp dụng, mình bán trong 2 tháng thôi. Còn sau khi video nó áp dụng sau 2 tháng mình sẽ để chế độ riêng tư và không áp dụng nữa. Chính vì vậy là mình muốn đăng lên như thế này để cho cơ hội dành cho những bạn nào thực sự là fan hâm mộ của tháo chim cu gáy và đang có những cái con chim cu đất cu ta mình sinh sản nó chưa ra con, do nó bỏ ấp, do nó có thể lý do là nó, hoặc là các bạn có nhu cầu nuôi chim nuôi thêm chim cảnh, hay là các bạn cần đến những chú chim Nhật Pháp giống như trên màn ảnh nhỏ các bạn này, thì mình sẽ để cho các bạn với cái giá khởi điểm giá tại nhà là 300 ngàn. Nếu như các bạn ở Hà Nội Mỹ Đình thì không phát sinh gì nữa cả, còn các bạn ở các vùng miền khác thì có thể là phát sinh thêm một chút, một vài chục nghìn ở cái tiền vận chuyển qua nhà xe. Chính như vậy mình sẽ áp dụng trong vòng 2 tháng và bán với cái lượng chắc cũng khoảng 200 đôi để cho anh em nào là fan có thể là nắm bắt được cái thông tin này để đặt mua những chú chim bú nuôi Nhật và Pháp của Thao Chim Bú Gáy. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những chú chim khỏe mạnh trong mùa đông tới. Thân ái chào tạm biệt. Đó, thì các bạn có thấy là đây là cặp bố mẹ bú nuôi của mình, cặp bố mẹ cú ta. Đó, và bây giờ là giai đoạn chúng chuẩn bị thúc để chúng đẻ lứa mới, thì hôm rồi mình có bán con của chúng đi. Đó, thì tướng tá âm giọng của nó như vậy, và trên màn nhỏ các bạn thì thực sự là nó là cái cảnh nguyên bản nguyên chất của một cái lồng cổ từ những cái đôi chim đầu tay của mình tạo thành một cái mô hình đến bây giờ, thì mình vẫn phải giữ lại những đôi chim như vậy và mình vẫn phải để chuồng như vậy. Ở bên trong đó là một cái gốc ổi. Đó, tiếng cu thì các bạn biết rồi, nó thúc, nó gáy rất là êm ả, đúng không ạ? Nên các bạn yên tâm là các bạn sẽ có những cái khoảnh khắc đó để cho các bạn biết là thật là tuyệt vời khi mà có những cái âm thanh thúc đó, tiếng đấy, tiếng chim hót đó, đó tiếng xa xa là một bầy chim vú nuôi ở dưới và những con chim quay góc gối nhà mình đó. Thì hy vọng rằng video này sẽ đưa ra cái thông tin là 300 ngàn cho một đôi vú nuôi áp dụng đến tháng 12 của năm 2018 18-12 và đóng góp vào cái cộng đồng mạng của những người chơi chim, tiếng chim cu gáy thúc đẻ rất là êm ải, rất là yên bình. Xin chân thành cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.